Huy xin chào toàn thể cô bác anh chị, xin chào toàn thể quý vị. Thì hiện tại Huy đang có mặt tại một nơi cũng khá là độc đáo và thú vị nha cả nhà mình. Đây là cây bưởi nhưng mà cái trái bưởi màu vàng nha. Đó, sum xuê luôn, bưởi màu vàng sum xuê luôn. Thì ở đây là bán những cây này để trưng Tết này nọ làm kiểng. Đó, Tết năm nay thì Huy thấy là có vụ bán những cây bưởi mà màu vàng độc lạ nha. Đó, vàng tươi luôn cả nhà mình. Đó, đó, trái sum xuê luôn nè. Wow, nhìn khá là đẹp mắt nha cả nhà mình. Đó, được trồng trong những cái chậu nè. Chậu này khá là to, đường kính là 1,5 m á. Đây, Huy đi một vòng để cho cả nhà mình tham quan nha. Đó, thì Tết năm nay là thấy có cái vụ là bán cây bưởi, mà bưởi mà trái bưởi lạ nha, màu vàng để làm kiểng trưng Tết. Thì Huy đi ngoài đường Huy thấy đẹp quá, Huy tấp vô Huy quay để cho cả nhà mình xem luôn. Đó, vàng gứt luôn, dưới ánh nắng á, nó nổi màu vàng lên, trời ơi, nhìn vàng gứt luôn cả nhà mình. Không, quá đẹp mắt luôn. Này là Tết mua một cây về trưng là quá đẹp luôn. Đây có cái bàn đá, đá nguyên khối luôn. Đây có mấy anh chị này đang đi tìm hiểu để mua nè. Đây là anh chủ vườn bưởi này nè, có hai vị khách đang đi hỏi mua. Nó tùy theo chậu, nếu em mua chậu nào là anh bảo giá cả sao. Từ nãy giờ đi riêng chưa biết giá cả sao vậy. Các vị khách đã hỏi rồi, biết giá cả rồi. Tổng cộng là có như vậy là 6,5 triệu một chậu. Nói chung là nó một loại hết à? Đi sang một loại đi. Trái bưởi mà vàng tươi luôn á, khá là đẹp. Cây này cũng bọc hết mà giờ tháo ra rồi. Dạ, cây này cũng có bọc à? Bọc ra, tức là chuyển từ ngoài nó lộ ra là mình phải bọc, bưng bọc cho nó kỹ. Bây giờ vào tới đây mình phải tháo ra, tháo ra được ví dụ trái nào rụng mình bỏ luôn, còn lại là đó, đây này là coi những cái trái này là an toàn 100% rồi đó. Trái bưởi này là có xuất xứ ở đâu à? Xuất xứ từ ngoài Hà Nội. Dạ, là nếu mà đúng xuất xứ nó là anh tên D, nếu mà xuất xứ là nó đúng ở Văn Giang Hưng Yên. À, Hưng Yên, à, xuất xứ là Hưng Yên đúng. Cái trái bưởi này tên gì anh? Bưởi Diễn. À, bưởi Diễn. À, cả nhà mà như trái nó tự động nó vàng hết vậy đâu không, mà lúc mà nó nhỏ là nó chỉ bằng cái này thôi là nó xanh, còn bây giờ nó chín nó là bưởi Diễn, nó thơm lắm. À, đó cái này các em thấy nó chín như này nó mới thơm. Dạ, thì bởi vậy là nó khi nó lên màu quen nó mới đẹp. Dạ, còn nếu mà nó xanh ấy, thì nó giống bưởi da xanh thế đâu đâu có được. Dạ dạ, đây đúng này, đây cái chỗ này còn xanh này đó, đúng rồi đó, nó chưa chín đều, nhỏ ra là nó còn xanh. Dạ, thì vậy là lúc mà còn nhỏ thì nó vẫn màu xanh, nhưng mà lúc nó lớn nó chín thì nó màu vàng nè cả nhà mình. Đó, này là nó vẫn còn xanh xanh nè. Ví dụ một cây cỡ này giá nhiêu anh? Cái cây đang bọc này nếu mà cả cây lớn này là 28 triệu. À, 28 triệu. Còn mấy cây nhỏ này là 6,5-7 triệu. À, tầm 6,5 triệu. Cây này, cây này giá nhiều nè, cây này là giá khoảng nhiêu anh? Cây đó là 30 triệu. Cây này 30 triệu nha cả nhà mình. Còn nếu mà có những cây nhỏ hơn thì nó chỉ có 2 năm thôi, 22 cũng có. Là như cây này nó tầm 22 triệu này. Dạ, vậy đây là tầm 20-30 triệu một cây, cây lớn. Cây nhỏ là tầm 5-7 triệu. 5-7 triệu đúng rồi. À, đúng rồi. À, như cây này 25 triệu nha cả nhà mình. Đó, cái này mình trưng được bao lâu anh? Cây này là 30 triệu. Đó, cây ba trưng tới 4 tháng rồi. Từ bây giờ thì đi 4 tháng mới rụng cái trái, nhưng quan trọng là phải tưới nước đều đặn, không được để khô.
Còn trái là mình vẫn ăn ăn bình thường, không có thuốc men một cái gì hết á, ăn bình thường. Đây là bọn tôi vẫn bỏ ăn bình thường đây. Vậy là cái cây trái bưởi này là có thể trưng được trong vòng 4 tháng mới đụng hết trái nha cả nhà. Cây bưởi này nếu mà mua trưng Tết là trưng được 4 tháng. Còn trái của nó rất là thơm, theo anh chia sẻ rất là thơm. Đó, thơm ngon nha. Đó. Cây gì là khoảng 30 triệu á. Tùy. Tùy những cây nó bự hay nhỏ. Những cái cây mà cỡ này là 30 triệu đó. Đó vừa rồi thì anh chủ vườn bưởi này cũng chia sẻ cả nhà mình cũng được nghe đó. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì 5, 6, 7 triệu tùy nha. Đó. Bưởi này là bưởi diễn xuất xứ Hưng Yên vậy đó, Hà Nội. Cái vùng đó, từ đó vận chuyển vô đây. Cây bưởi này 30 triệu nè. Ai muốn chơi Tết muốn có cây này thì tốn 30 triệu đó. Hai mấy 30 triệu không á. Bữa diễn. Trái này cũng khá là Huy cũng lần đầu tiên thấy cây bưởi này nè. Một cây này trái sum xê luôn nè cả nhà. Vàng tươi luôn á. Mấy cây cao cao này là khoảng 30 con á, hai mấy 30 con á. Đó. Huy lê cho cả nhà mình xem nha. Đây. Cái chậu nè. Đi lên. À, mấy 30 triệu nữa nha. Bữa này là có xuất xứ là cái vùng Hưng Yên rồi Hà Nội nọ. Rồi vận chuyển vô trong đây, vận chuyển vô trong Sài Gòn để bán. Rồi Huy cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video. Thì ai chưa đăng ký kênh hãy nhấp vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Huy cũng như tiện theo dõi những video tiếp theo của Huy. Huy xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Đó. Thì Huy đi ra đường Huy thấy cái gì hay, độc lạ hoặc là những tin tức nóng này nọ Huy sẽ quay và cập nhật cho cả nhà mình xem. Đó. Thì cả nhà mình cứ hãy đăng ký kênh để ủng hộ Huy cũng như tiện theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Huy xin cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Rồi Huy xin phép quay lại cái cây bưởi lần cuối để cho cả nhà mình xem ha. Đó, trái vàng sum xuê luôn. Chậu là 30 triệu á. Tùy nha, tùy cái cây bự nhỏ thì cỡ này là 30 triệu đó. Còn nếu mà cao bự hơn là giá chắc hơn nữa nha cả nhà mình. Nói chung là một chậu là ở đây là hai mấy 30 triệu. Còn cây nhỏ nhỏ dưới này nè là 5-7 triệu.